Mọi người đã thấy một bức tranh nào mà được làm từ giấy bao giờ chưa? Và đây là thành quả khi làm xong. Đầu tiên là xé giấy thành từng mảnh. Bình thường làm như vậy người ta cho là xả rác đúng không? Nhưng hôm nay là dành cho nghệ thuật nha. Tiếp theo đổ nước vào, ngâm cho mềm, vắt khô nước và thêm keo. Còn màu nước nên thôi tôi dùng tạm luôn. Màu đầu tiên sẽ là màu hồng cho bé gấu dâu ngày hôm nay. Cắt một miếng cạc tông rồi vẽ lên. Mọi người dùng giấy vệ sinh nó sẽ mịn hơn nha. Trời ơi, tôi dùng giấy lau miệng nên nó hơi cứng, rất là khó tán luôn. Để hát vài câu chứ tới khúc này là mệt dữ rồi đó.